Bác mừng tuổi đứa cháu lớp 1. Bác có một tờ 20K và một tờ 50K. Cháu thu thập tờ nào? Cháu lấy tờ màu xanh ạ. Vì sao cháu thích tờ màu xanh? Vì màu xanh là màu mong rằng. Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy. Vậy cháu mong rằng gì? Cháu mong rằng bác cho cháu nốt tờ kia ạ. Chuyện cười một. Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu tí chạy ra hớn hở khoe. Mẹ ơi, sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng món quà của cô tuy nhỏ, tuy nhiên cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong cả một năm. Nghe thế mẹ cu tí mừng quính hỏi ngay: món quà gì thế hả con? Dạ, một quyển lịch. Chuyện cười hai. Anh nọ bị nhiễm máu dê, chở vợ đi chơi Tết mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô nàng trẻ. Cô vợ nổi sung, nắm tay anh ta vặn ngược ra sau, hầm hầm nói: nhìn cái gì mà ghê thế? Không ngờ anh ta nói tỉnh bơ: à, anh chỉ nhìn để so sánh thôi. So sánh thế nào? Trông các cô ấy chẳng có ai duyên dáng bằng em cả. Nghe thế tuy chưa nguôi cơn giận, nhưng cô vợ cũng từ từ buông tay chàng ra. Chuyện cười ba. Trên xe buýt, một phụ nữ trẻ đẹp bồng trên tay một con dê, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve. Một chàng thanh niên ngồi bên cạnh khẽ nói: con dê này tốt số quá. Cô nọ mỉm cười, anh chàng liền tán tới: ước gì anh là con dê này nhỉ? Vậy anh thử kêu lên xem. Bè. Ồ, đúng đấy. Nhưng anh biết tôi đưa dê này đi đâu không? Chắc là đi trích thuốc bổ. Không, tôi đưa nó đi hiến, lấy ngọc dương ngâm rượu. Chuyện cười bốn. Một bà già vào cửa hàng hỏi cô nhân sự bán hàng: tôi muốn có một món quà tặng cho con trai tôi nhân ngày Tết. Thưa, anh ấy ra sao ạ? Để cháu tư vấn cho bà. Con trai tôi cao 1m8, đẹp trai, khỏe mạnh, đơn thân. Thêm nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi chẳng biết mua tặng nó thứ gì nữa. Vậy bác có khả năng tặng cho anh ấy số điện thoại của cháu được không? Chuyện cười sáu. Khi buổi tiệc tất niên của doanh nghiệp sắp tàn, David hết sức mệt mỏi để len qua đám đông tìm về bàn của mình để thảnh thơi. Tuy vậy, anh lại quá say để lựa chọn phương hướng, đang lảo đảo bước thì anh đụng trúng một phụ nữ. David bối rối: thật xin lỗi cô, do tôi say quá. Người phái đẹp tức giận: anh thật quá đáng, lúc nãy đã dẫm vào chân tôi rồi, giờ lại đâm sầm vào tôi thế này. David mừng rỡ: có thật là lúc nãy tôi đã dẫm vào chân của cô không? Người phái đẹp khó chịu đáp: đúng thế, anh cho rằng chuyện đấy đáng để vui lắm sao? Ồ, tốt quá, vậy coi như là bàn chân của tôi chỉ ở quanh đây thôi. Chuyện cười bảy. Tết đến, bố ở quê mới ra thăm vợ chồng con gái ở phố. Hai vợ chồng làm nghề buôn ở chợ rời. Ông cụ vốn có lần đầu lên thành phố, xuống xe xích lô trả tiền, vừa vào nhà con gái hỏi: thế nó chém bố mấy nhát? Ông bố ngẩn người chả hiểu gì: làm gì có ai chém bố đâu. Tối đến, một khi cơm nước xong xuôi, ông cụ vào phòng nghỉ. Hai vợ chồng nằm ở bên kia nghĩ thương bố. Mai bố về quê rồi không có mấy tiền tiêu xài, chồng mới bảo vợ: hai em mở tủ xem đạn dược thế nào, có còn băng nào lia cho bố vài băng. Bố nghe xong lo lắng quá, nhổm dậy bỏ chạy thục mạng, thề là không lên thành phố nữa. Chuyện cười tám. Một phụ nữ hớt hơ hớt hải chạy bổ đến phòng thường trực của công ty, nói với anh bảo vệ: cho tôi gặp sếp,
cho tôi vào gặp giám đốc. Xin lỗi chị, giám đốc không có ở cơ quan. Ông đưa vợ đi du xuân 3 hôm nay rồi. Trời ơi, tôi là vợ ông ấy đây mà. Chuyện 19. Ngày Tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa mẹo. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi. À, mối tình của cậu và con nai vàng ngày xưa ra sao rồi? Người kia thoáng buồn rồi đáp. Hết rồi cậu ạ, chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng đâu cả. Sao vậy? Mình đang cưới nó rồi, bây giờ nó đã hóa ra con sư tử. Ngày Tết, ông giám đốc đi ngắm công viên. Tình cờ ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi. Cháu biết chú là ai không? Dạ biết, chú là bạn bố cháu. Ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài. Chuyện không phải cũ. Đầu năm, ông Tấn qua rủ ông Hòa đi nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy đằng xa có một người đàn bà vừa mới đi ngược chiều. Ông Hòa vội vã đổi ý. Ồ, xui xẻo quá. Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu. Đi nhậu gặp đàn bà cũng cỡ sao? Ai kiêng gì đâu, đó chính là vợ tôi. Chuyện lời thầy bói. Chàng trai tuyệt vời nói với bạn gái. Em ạ, hôm qua anh đi coi thầy. Thầy bảo đường tình duyên của anh năm nay tốt lắm. Mong muốn cái gì là được cái đó. Vừa nói chàng trai vừa chòi tay ôm cô gái. Lập tức cô gái giãy nảy, vùng ra và nói. Em cũng mới đi coi thầy sáng nay. Thầy bảo em rằng năm Quý Mùi này dê nhiều lắm, phải hết sức cảnh giác. Chuyện tiền nhiều. Cô vợ làm ngành buôn bán bảo với người bạn hàng. Chiều nay chị chuyển cho tôi nửa tỷ nhé. Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. Anh chồng đã lai dai ngoài hiên, vội bước vào nhà bảo vợ. Bà ơi, gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi vài trăm triệu để tôi sửa lại cái nhà. Cái gì? Vài trăm triệu ư? Tiền ở đâu mà ông bảo đưa? Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều nay chuyển đến cho bà nửa tỷ? Trời ạ, à, đó là tiền giấy để bán cho người ta, đốt vàng mã ông ạ. À. Chuyện đàng hoàng. Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với lão thầy bói. Thưa thầy, tôi muốn nhìn thấy về đường tuổi tác. Thầy nhìn thấy tôi đủ nội lực thọ được bao nhiêu tuổi? Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán. Nếu thân chủ bỏ tiền ra giúp thầy về sử dụng lễ cầu cúng trời Phật phù hộ độ trì thì thân chủ nội lực thọ được tròn 100 tuổi. Bẩm thầy, nói giống như vậy là có chắc không? Nếu tôi mà trực tiếp sử dụng lễ thì tất nhiên là như vậy. Thưa thầy, bà cụ ngập ngừng. Nếu sai thì sao? Nếu thân chủ mà chết trước 100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng. Chuyện háo hức. Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu. Sau một hồi nói chuyện, một người buồn buồn nói. Con trai tôi tệ lắm chị ơi, nó mê bài bạc, rượu chè tối ngày. Ngừng một lát. Chị có con trai không? Có. Cháu có chơi cờ bạc không? Không. Cháu có rượu bia thuốc lá không? Cũng không. Thế cái khoản trai gái thì sao? Không bao giờ. Ôi, con trai chị thật là tuyệt vời. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi hả chị? Đến Tết này là cháu tròn 2 tuổi. Chuyện năng khiếu. Ông chồng công tác ở xa mới về nghỉ phép. Bà vợ hớn hở khoe. Thằng con đầu của mình nó có năng khiếu trở thành nhà giáo đấy ông ạ. Sao bà đoán thế? Vì tôi thấy nó liến thắng, từ ngữ phong phú. Nó bày thằng Út học rất dễ hiểu. Thế thì thằng Út có năng khiếu gì?
Nó thì có năng khiếu trở thành nhà quảng cáo. Vì sao? Xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con kiến lớn như con lợn, con chuột thì giống như con voi.